Xin chào tất cả các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Phương Ngọt. Thì video ngày hôm nay đó là thử thách với những đồ ăn kinh dị, và chúng tôi sẽ test nhân phẩm bằng lá bài. Thì trên bàn có rất nhiều đồ ăn, có những đồ ăn thì là kinh dị, có những đồ ăn thì rất là dễ ăn. Và nếu mà ai bốc được lá bài thấp nhất thì sẽ phải ăn. Đấy, bọn em hiểu chưa? Rồi. Và người cuối cùng ngừng ăn sẽ giành được 1 triệu đồng từ tôi nhé các bạn nhé. Thì trước khi vào video, tôi xin để giới thiệu các bạn một cái app chơi game và có thể kiếm tiền được. App này có tên là Kawin. App này hỗ trợ cho cả điện thoại iOS cũng như là Android. Bạn nào muốn chơi tôi sẽ đặt link dưới phần mô tả đấy các bạn nhé. Và đây là một app mới lên có rất nhiều chương trình khuyến mại. Thì chúng ta hãy liên kết với số điện thoại để nhận 6.868 đồng. Và chúng ta cũng thể kiếm 3.000 đồng mỗi ngày bằng cách là chia sẻ lên Facebook. Và chúng ta cũng thể kiếm tiền qua cách là khảo sát. Và để có thể chơi và kiếm tiền được thì chúng ta sẽ tiến hành lạp tiền. Thì app này hỗ trợ những hình thức lạp tiền như là lạp siêu tốc, lạp qua hình thức thẻ cào, Momo Pay và Viettel Pay. App này có rất nhiều thể loại trò chơi như là game hot, game bài, bắn cá, lổ hũ. Và ngay sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách chơi cũng như cách kiếm tiền nhé các bạn nhé. Các bạn hãy chọn một loại game mà các bạn yêu thích. Như tôi sẽ chọn game bầu cua đi. Thì cái cách chơi của game bầu cua cũng rất đơn giản. Nó sẽ có 6 ô tương ứng với 6 con vật. Như tôi sẽ chọn tôm và cua đi. Sau khi vòng quay nó quay về cái ô mà chúng ta đã chọn thì chúng ta sẽ là người chiến thắng. Đấy, vòng quay đã quay về ô tôm rồi các bạn này. À, tiền sẽ cộng vào tài khoản của chúng ta nhé các bạn nhé. Và bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách rút tiền. Và chúng ta sẽ vào mục đổi thưởng. Và để có thể rút được tiền thì chúng ta sẽ cần phải liên kết tài khoản ngân hàng. Và chúng ta vào thêm tài khoản, nhập tên chủ thẻ, tên tài khoản ngân hàng, số tài khoản ngân hàng và ấn liên kết. Sau khi liên kết thành công thì chúng ta chỉ cần nhập số tiền cần rút. Và đây là một cái app có rất nhiều loại game hay và có thể kiếm tiền. Và chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng app Kawin. Tưởng thế nào, riêng cái về cái test nhân phẩm với độ may mắn này các bạn xem nhiều các bạn biết đấy. Tôi thì cực kỳ may mắn rồi, riêng hôm nay thì tôi phải cho anh Ngọt phải ăn xin thua rồi thôi các bạn ạ. Ok, thì tôi may mắn thì tôi không phải nghề, tôi nghề của tôi là khéo léo với cả về chuyên về những cái môn gì nó gọi là kiến thức một tí các bạn, nhưng mà không sao. Thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ cố gắng chơi hết mình để cho các bạn xem nhé các bạn nhá. Đó, thì vòng đầu tiên cho em tới chọn đồ ăn em ơi. Đấy, vòng đầu tiên thì chọn tỏi đi, ăn cho nó khó. Ok nhá, thì bây giờ tôi sẽ rút đây. Đó, bây giờ tới em bốc đi. Đâu, cho anh chủ kênh anh bốc đầu tiên. Đó, tôi sẽ bốc đầu tiên nhá. Mở bát phát đầu. Chả cái mở phát đầu tiên, đỏ đen thế à? Tôi 4 lít các bạn ơi. Đấy, tôi bây giờ tôi bốc. Tôi chắc bốc cái dưới này chứ. Quizo các bạn ơi. Quizo ăn rồi. Ăn chắc rồi. Kiểu gì, kiểu gì tôi hơn anh Ngọt là kiểu gì tôi không phải ăn rồi. Đen thế. Ui tưởng cà bạn. Bạn ơi, các bạn đầu tiên, ván đầu tiên tôi đã phải ăn tỏi. Tỏi thì ăn một tép đấy các bạn nhá. Chạy đâu rồi hết lắng. Một tép tỏi các bạn. Tỏi ăn ghê lắm các bạn. Ăn đi, ăn tỏi bổ, bổ cho sức khỏe. Ăn tỏi là... không được nhổ ra phải ăn lại. Đấy các bạn, đấy, thử thách gì cũng thử thách. Ăn tỏi thì nhiều bạn ăn được tỏi sống mà, ăn tỏi bổ mà. Tỏi thật sự khó các bạn, chảy cả nước mắt mũi rồi. Tiếp đi em ơi, nó đến lượt em sáo. Giờ anh sẽ chọn chanh đi. Rồi. Chanh thì là dễ ăn hơn tỏi các bạn. Em bốc trước. Ui. To nhất các bạn ạ. Một. Át là to à các bạn, khả năng tới. Át là tính là to nhất rồi. Còn hai. Tôi là 6 bích nhá. Và bắt được công rồi. Tôi vẫn đỏ các bạn. Ui tôi cà. Vẫn cà. Chứ cuối cùng tôi lại ăn rồi. Cái nhân phẩm của mình kém thế nhỉ. Chanh thì cả quả các bạn. Do ăn ở đấy. Thế nào, số 2 vòng của mình. Nhưng mà chanh nó còn dễ hơn tỏi các bạn. Toàn đi đồ ạ. Chanh ăn nửa quả ăn nửa. Chanh này chỉ chua thôi. Bạn nào không ăn được chua thì cảm thấy nó ghê răng thôi. Nói cái đã trả hết lãi. Đấy là nước mắt à. Ghê răng quá các bạn. À. Cho em đến được tôi thì tôi chọn ăn ớt nhá. Em này là anh không điên nữa đâu. May quá là tôi muốn chọn ớt này. Quả này mà và anh Ngọt nữa thì đúng cay đắng ngọt bùi. À. Tôi vuốt đít để rồi rút đi. Tôi ở cái con điên mà. Ui, ác bạn ơi. Yeah, bạn.
Thôi chẳng nhẽ quả này mà bốc vào hai thì mình lại đen quá. Quỳ rô các bạn ạ. Các bạn số thế nào? Tôi 3 vòng liên tiếp này hả? Hay bọn này biết đan bài nhỉ? Đan đi. Đơn phẩm đấy. Em ơi, chết rồi. Hôm nay thì tôi đi ra ngoài rồi thắp hương các bạn ạ. Đúng đủ 3 vị gì nữa. Đúng 3 vị chanh tỏi ớt các bạn ạ. Khả năng phát sau rồi cho gừng nữa. Cho tròn vị nước mắm. Chảy hết cả nước mắt rồi. Tôi lấy cái quả nhỏ này gọi nhé. Chưa phải 10 giây. Người ngọt chay rất bẩn nha các bạn nhỉ. Ăn chưa gì đã đòi lôn ngay. Thật thế này mà lôn suốt khả năng kéo gì tí nữa là toàn ngọt ăn. Ủa cảnh đấy. Cho xin nước có con coca nữa. Đâu? Đó thôi em ơi. Không, ai giờ ăn là phải chấp nhận như bây giờ nốt gừng đi cho nó. Gừng à? À, thôi lần này tôi sẽ là người bốc đầu với các bạn nhá. Đèn mãi à? Rồi, này 1 rồi. Lại 6 mà. 6 là cao rồi. Em ơi, 6 là khả năng không có cửa gì. Thôi, sao lại khả năng tôi lại dễ ăn lắm. Tôi vẫn hơn. Dưới 6 là ăn. Ui 1. Ui. Sao 4 vòng mình đều bị này. Đúng vị đấy thật. Đủ khả năng nếu mà thêm bát nước mắm nữa là đủ vị nước chấm đấy. Gừng nếu mà khó ăn quá thì anh ăn một miếng. Không, ăn được. Ăn được nhá được. Mình ăn chúng tôi chỉ chơi để vui đấy các bạn. Không ăn hết cỡ. Thôi chứ vào chỉ để nhá thôi. Nhá là tối thiểu về tầm 10 giây. 10 giây rồi, ok. Cái số mình đen đấy nhỉ. Cái nhân phẩm thế là kém đấy nhỉ. Mình tưởng người tốt mà. Gừng ăn rồi. Vẫn lại luôn. Khả năng tí ra ngoài vườn này hơi nhiều. Này chơi này không được các bạn. Ăn toàn lôn này. Cũng không thấy nuốt cái gì. Không. Cái này không được phép các bạn. Không được các bạn. Đấy bây giờ chỉ đến lượt anh này. Anh có chọn coca thì anh chọn. Rồi giờ đến lượt tôi nhá. Khả năng tôi sẽ chọn coca đi. Giả may ví dụ tôi đi ăn thì tôi uống vào cay lắm. Rồi ai bốc đi. Ui cay. Bọn này đan vải thế nào sao đỏ thế nhỉ? À ừ coca thì được. Tôi 6 rồi. Đấy, hy vọng lần này mình thấp nhất đi để được uống coca. 4. Rồi các bạn ơi. May quá giây phút chờ đợi. Đang cay mồm. May thế. Này tôi sẽ khả năng này, nhân phẩm anh ngọt này, hơi tồi. Đến ván thứ 5 gì vẫn trong cái này bây giờ tí mà vào hành tây là tôi xin bỏ cuộc luôn các bạn. Chơi này hành tây chỉ gặm một miếng thôi là xong nhưng mà không khả năng không chơi được hành tây. Ván này tôi chọn hành tây nhá. Rồi em hành tây lần này em ăn đấy. Bước đầu ngay. Ui gì các bạn ơi. Ui gì cao thế nhỉ. Rồi khả năng tôi rồi. Át rồi. Lần này tôi được át rồi các bạn ơi. Rồi gì có nguy cơ đây. Tôi rồi. Nguy cơ lắm các bạn ạ. Bây giờ ít nhất là mình phải bốc từ quy trở lên. Nếu mà không vào quy là thôi xác định là em ăn. Ui thôi xong rồi. Ôi em ơi. 7 các bạn ơi. 7 nhá. 7 thì em ơi. Đấy lần này thì em ơi. Chưa đi. Thật chứ cái món hành này thì tôi thật chưa ăn sống bao giờ. Nhưng mà cái này ăn một miếng rồi đúng không? Ăn một miếng thôi, gặm miếng đi. Mà ăn này mà cay mắt nó phải nhắm mắt vào. Giờ mày mở ra. Ui. Ui à thôi. Khoạc rồi. Ui. Ôi. Ui. Ghê quá. Ơi.
ăn cái này nó ăn sống nó hăng lắm. Rồi, đến lượt tôi chọn nha, là tôi sẽ chọn chuối xanh đi. Chuối xanh nhá các bạn nhá. Rồi. Thôi, ai sẽ là người dưa rút đầu tiên? Bốc ghê nhất cả luôn đi. Cazo. Cazo. Vừa lấy mà bốc phải Cazo phải không? Tôi là 8 bích. Chết rồi, mình ăn chuối rồi. Ăn gì nữa em ơi. Nhất cả cục lên. Ui 4 rồi. Rồi các bạn ơi, em công được 4 nhá em ơi. Chuối thì lên cả miếng chuối thì dễ. Không, ăn cả yên quả. Ăn cao hết được chát lắm. Không. Chuối xanh ăn bóc dễ mà. Bóc vỏ ra em. Ừ ăn cả vỏ thì được. Chuối xanh ăn được mà. Ừ ăn dễ mà, em không em bóc ra này tuần này. Không phải bóc, ăn ăn vỏ nó ngon. Vỏ nó vẫn xanh mà ăn chó. Ngon mà. Cái này mà có một canh cay là ăn hơi mới ngon. Chật ngon này. Ăn đi, ăn hết cả quả đi ăn đây. Chát lắm. Không, ăn em này đã chơi phải chơi đến cùng thế này. Toàn lôn lôn phải chịu chứ. Lôn chứ các bạn, anh không ăn đâu mà. Vẫn nhai mà. Ừ. Rồi, 10 giây trở lên là được. Ăn đi. Chuối xanh ăn dễ không? Ngon mà. Ngọt nó căng miếng. Sáu bài ơi. À, tới. À, đến ai chọn nhỉ? À, công chọn đúng không? Rồi, công em chọn cái gì? Tôi chọn hồng xiêm nhá. Ui, hồng xiêm xanh các bạn, hồng xiêm này. Vẫn chảy mổ ra này. Rồi. Bốc đi. Ui thôi xong rồi các bạn ơi. Ai thì làm gì có gì. Ôi tôi 10. Tôi bốc vào 2 là đi ăn rồi. Tôi 8. Rồi như vậy là tới lần này phải ăn hồng xiêm xanh ấy, em ơi. Hồng xiêm xanh. Xanh em làm 3 miếng được. Hồng xiêm xanh thì nó chát lắm các bạn. Vì nó chưa chín. Vẫn chảy mổ ra này các bạn ơi. Xanh đen. Xanh đét này. Ui. Ý. Đấy em ăn miếng đấy được rồi. Chăn chít luôn. Chào quá. Thì clip này chúng tôi làm clip vui test nhân phẩm nhé các bạn nhá. Có những thứ thì ăn nó rất là khó, có những thứ thì dễ. Với tôi ví dụ như là cà chua ăn thì dễ này. Chanh ăn dễ. Chuối xanh ăn cũng dễ các bạn. Còn khế này là khế, loại khế chua ấy các bạn, không phải khế ngọt đâu. Rồi, hết chưa? Khế chua thế thì ăn muối thôi. Chát quá. Rồi. Tiếp tục nhá, giờ đến ai nhỉ? Đến tôi à? Không, đến em, nhưng tên vòng cái chú công là em. Rồi đấy, em chọn đi, chọn ăn gì? À, ăn được cái loại ớt này đi. Ớt chuông à? Ớt chuông đi. Ớt chuông, rồi, tôi sẽ bốc đầu tiên nha các bạn nhá. Ăn vòng ớt chuông. Ui. Ca rồi, ca là an toàn rồi các bạn ơi. Ca là to hòa đấy. Bây giờ cứ át với ca rô là anh ngọt ăn. Ca chặt rồi. Quy thôi công ơi, em ăn đi em ơi. Biết đâu vẫn bốc vào át này em phải ăn đấy. Thôi thôi tôi ăn rồi. Mấy? 8 thì ăn đi em ơi. Em phải ăn hết chuông dễ mà. Ăn chuông ngon mà, đi ăn một miếng thôi nhá. Rồi, ui, công ăn được đấy các bạn ơi. Ngon không? Có cay không? Không, chả có cay được. Không cay á? Anh thử một tí em. Thôi em ơi, thay luôn. Để tí anh còn ăn. Rồi. Tiếp đi. Bây giờ đến anh đấy. Giờ đến anh à? Thôi lần này tôi khả năng lần này tôi nghĩ tôi sẽ dính được các bạn. Thôi lần này tôi sẽ chọn là khế chua đi. Rồi, tôi sẽ bốc đầu tiên nhá. Ui, quy các bạn ơi. Rồi, đỏ rồi, lần này đỏ rồi. Cái khả năng đen đầu đỏ đít đấy. Tôi vẫn bốc vào quy các bạn ạ, vẫn quy. Quy bé. Quy bé. Tôi 10 các bạn. 10 em ơi, em ăn khế đi em ơi. Khế à? Rồi, ăn đi em ơi. Ủa? Đó, thì khế chua thì chỉ ăn một cánh thôi được nhá các bạn nhá. Thủ luyện mà các bạn. Cái này thì chúng tôi làm test nhân phẩm thôi, chứ chơi để vui chứ không chơi để sát phạt nhau các bạn. Rồi, giờ đến ai nhỉ? Em. Rồi, bây giờ em chọn đồ ăn đi. Cua là em chọn cà chua. Cà chua đúng không? Chua. Rồi, ai bốc trước? Em bốc trước ạ. 6 các bạn ơi. Thôi ăn rồi. Con bốc đi. 4, 6 ăn rồi à? Tôi lại quy các bạn ơi. Đỏ thế nhỉ. Lần này tôi đỏ rồi. Tôi lại ăn rồi. Tôi chín các bạn. Rồi, như vậy là em công lại ăn nhá, ăn hết quả cà chua nhá các bạn nhá. Chín cơ đỏ chót. Rồi. Ăn đi em. Cà chua thì dễ ăn các bạn. Cà chua thì dễ mà. Giờ đến tới chọn đúng không? Tôi lốt trên bàn thì còn cái là sữa. Thì tôi vừa lấy là khả năng là ăn mấy này nó cũng chát chát mồm rồi, làm tí sữa là đẹp. Rồi tí sữa đúng không? Giữa giờ thì ai cũng muốn từ đấy toàn ăn cay rồi, giờ ai cũng muốn thấp rồi. ba thì ăn rồi. Ăn rồi. Ui gì? Tôi 6 các bạn ơi. Đấy đấy, đúng là mình số nó vẫn đỏ các bạn ạ.
Như vậy là tất cả các quả đều đã ăn hết rồi nhá các bạn nhá. Bây giờ chúng ta sẽ sang vòng 2 nhá. Đúng rồi. Lượt 2 các bạn ạ. Bây giờ chúng ta sẽ sang lượt 2. Coca mà. Coca vừa anh ăn rồi. Chết. Cố lên em ơi. Tới ăn không hộp sữa. Rồi, đáng khát. Lần này tôi sẽ tiếp tục vòng 2, tôi sẽ chọn ớt đi. Nếu lần này mà vào ớt là tôi xin thua ấy. Rồi, ớt nhá. Rồi, bốc đi, anh sẽ bốc sau. Mấy? 10. 10 giơ lên. Đây, 10 cơ nhá các bạn nhá. 10 cơ là cao rồi. Tương đối cao đấy. Rồi, công giơ lên. 6, chết rồi. Đấy, tôi chắc chắn là không dính ăn ớt rồi. Gì à? Thôi, công ơi, em nhá đi. Cho nó quả bất gì, nhá dập dập 10 giây. Nhá tầm 10 giây thì được. Căng lắm công ơi. Ăn một miếng được. Không, em xin thôi được. Không, ăn một miếng được không? Em ăn nhá quả quả, em phải ớt nó nhỏ. Không, em chịu, không ăn được ớt cả. Nhá đi, cứ cho vào nhá đi. Ủa? Nhá tầm 10 giây. Rồi. Thôi thế là được rồi. Ngon đấy em, bây giờ em không đi nhổ mới đẳng cấp. Nhớ ui thầy. Rồi. Được các bạn ơi. Rồi hết ớt rồi, ăn cái này nhỉ. Công chọn. Ăn gì đi em? Tôi chọn Coca đi. Coca đang khát đi. Đang cay các bạn rồi. Thử bốc trước. Vì đã không muốn uống Coca rồi. Ăn to rồi. Ăn này thì của tôi là 6 nhá. Tôi là gì? Rồi như vậy là tôi lại được uống Coca các bạn ơi. Rồi, thế tới 6. Đến em chọn à? Đến ngoài chọn đấy. Đến em chọn thì lại quay lại chanh thôi các bạn ạ. Chanh à? Ăn rồi, anh sẽ bốc đầu tiên nhá. Ui chưa rồi, 2 rồi. Này, khả năng tôi sẽ ăn chanh rồi các bạn ạ. Tôi gì rồi? Tôi 8. Chua lắm, ăn quả chanh nó chua lắm. Vẫn cố các bạn. 2 quả chanh thì có gì đâu. Đơn giản các bạn. Chùa đúng chùa he chảy hết dãi. Ngồi vai chanh là phải ăn hết cả quả đấy, cay hết mồm rồi các bạn. Chanh nó dễ ăn chùa. Cay lắm. Các bạn xem, các bạn bình luận xem là có bạn nào xem đến cái đoạn này mà rớt hết dãi không nhé. Chơi với em ơi, đấy anh chọn đúng không? Đây anh chọn. Thế chua. Ăn hết đi đã. Ăn đi em. Em bốc trước cho em. Dày dày vào. 6 các bạn ơi. Ui thôi xong rồi. Tôi 2. À lần khế rồi. Thôi ơi. Có tôi là gì nhá. Tôi thấp nhất tôi ăn. Em ăn đi em ơi. Để lấy con dao cắt đi. Cái không cần, cái này cắt một tách cái rồi, tách được này kiểu này. Đấy, khế này thì là khế chua. Chua. Mà đấy. Khế chua nhưng mà có khả năng ăn dễ hơn chanh các bạn. Dễ hơn chanh chua. Khế chua ăn dễ hơn chanh. Trong mấy cái đồ ăn này tôi sợ nhất là gừng với cả ớt với cả tỏi các bạn. Vào ba thứ đấy là này tôi xin tôi có thường thôi. Tôi thích mỗi chua. Mỗi ớt chuông. Ớt chuông. Ăn cái này nó có nhiều nước lắm. Nó còn đỡ hơn. Ở quê tôi là ớt khế này chỉ để nấu riêu thôi, không ai ăn. Đúng rồi. Thế loại này, khế này bây giờ ra chợ mua cũng không khó đâu. Đúng rồi. Rồi, bây giờ đến ai chọn này? Công. Đến em chọn này. Nhìn nhỉ. Thì chọn gừng nhá. Được rồi, gừng bây giờ tôi vào tôi không chơi nữa, tôi xin nữa. Tôi sẽ bốc đầu tiên nhá. 10. 10 cao rồi. Tôi bốc thứ hai nha, tôi lại vuốt đít rồi. Được bao lần tôi vuốt đít đều đỏ. Phải lặn cả. Ui. Tôi hơn tí các bạn ạ. Tôi quy là ăn rồi. Tôi đen rồi. Rồi ăn đi em. 5 là ăn rồi nhá. Nào mình nhánh gừng nhá đi em ơi. Kéo gì lên đây trời ơi. Không, nhưng khả năng là gừng là dễ ăn hơn ớt biết. Nó không cay bằng ớt đâu. Nhưng mà nó hăng. Nó hăng. Gừng non ăn được. Thì gừng già ăn nó hăng các bạn. Ngọt là sau rửa cái đất đi nhá. Dạ mày, đất vào nó mới ăn, nó mới hòa quyện vào thiên nhiên. Nhá, tổ tẻ thế. Chọn sữa được, tại vì gừng ăn xong rồi chọn sữa rồi. Tới ạ.
Giờ đến tới chọn đúng không? Chọn, chọn sữa luôn. Ừ, em ăn đi. Cái cốm nhà cũng mười luôn. Ừ, em ăn được mà. Rồi. Hằng nhảy. Hằng các bạn ạ. Thì chúng tôi là chơi vui vẻ các bạn ạ, không không ép buộc. Không ép buộc các bạn nhá. Nhưng mà vẫn phải ăn. Ăn gừng nó cay nó hăng. Rồi, sữa đây em. Thôi bây giờ tôi chỉ mong nó thấp. Đấy 4. 4 thì ăn rồi. Tôi 10 rồi. Tôi 4 nhưng mà đấy, 4 to hơn. Tôi 4 bích các bạn. Tôi vẫn số được ngay nhỉ. Số tôi vẫn đỏ các bạn ạ, cầu phải được ngay. Được uống sữa, ăn ăn cay vào cái là uống sữa là nó đỡ nhiều. Ngon thế. Em chắc là tôi lại chọn ớt chuông thì tôi. Giờ đến lượt tôi các bạn nhá. Giờ là tôi sẽ chọn tỏi đi. Bây giờ là hạ lốc ao liên tục. Rồi, ai bốc đầu tiên? Em. Bốc đi em. 7 bích thôi. 7 bích. 7 nguy cơ lắm các bạn. Gì? Thôi sao? Ôi trời, tôi 4 rồi. Thôi tỏi tôi không ăn được thì. Ôi em ơi, em cố đi chơi đi. Thôi tôi xin thua các bạn ạ. Tôi không ăn được tỏi, nói thật thế. Ờ. Nên là tôi xin thua, tôi xin rút. Rồi ok, như vậy là đã hạ được một đối thủ nhá các bạn nhá. Bây giờ là còn tôi với tới, các bạn nhá, hai người thì sẽ dễ nhanh thôi. Bây giờ đến lượt em chọn. Lốc ao luôn. Lốc ớt các bạn ạ. Ớt à? Ớt chơi luôn. Bốc đi. Ôi ơi, vẫn bảy bích các bạn ơi. Mình thằng này đen đáp à. Ôi, nhá đi em ơi, em vẫn mạnh mà. Thực ra ớt thì tôi không ăn được. Thế nhưng mà vẫn cố hả? Vẫn cố. Vì 1 triệu luôn. Vì 1 triệu tôi vẫn cố. Nhá 10 giây thôi nhá. Ờ rồi. Được rồi. Ok nhá các bạn nhá. Ủa. Vẹ ngay các bạn. Cảy quá các bạn. Rồi. Bây giờ mà tôi vào ớt là tôi cũng xin thôi luôn đấy rồi. Các bạn ơi, tôi thề luôn cái loại này nó ớt đúng ớt chỉ thiên. Cái xe luôn. Rồi. Bây giờ phát này mà ớt. Bây giờ chơi hành tây đi. Bây giờ chơi lốc ao nó nhanh các bạn. Rồi, hành tây nhá. Rồi. Giờ tớ vào hành tây là tớ thua luôn. Cảy quá. Giờ vẫn cay luôn. Ôi gì ơi. Đỏ ơi đỏ. Gì bích cái đéo như trời ơi. Tôi gì cơ. Như vậy là bây giờ là vào hành tây thì là tôi là không ăn được nữa các bạn. Như vậy là khả năng tôi sẽ bỏ cuộc, cái hành tây là tôi không chơi được các bạn. Sợ nhất là hành tây. Xin thua. Xin thua. Thôi hôm nay căn bản là anh cũng mạnh nhưng mà anh thả em hôm nay để em thắng, như thực ra nếu anh chơi thì em không thắng được. À. Đó. À. Vẫn gãy các bạn ạ. Đang phải chơi tiếp. Thôi em ơi. Đây là anh thả em mấy khi em thắng được trên trò chơi của anh. Đấy, như vậy là clip ngày hôm nay là một clip giải trí các bạn. Tất cả những cái đồ ăn, có những đồ ăn dễ và có những đồ ăn khó. Thì nếu mà các bạn thấy video này hay thì đăng ký kênh, like, chia sẻ và comment tất cả các ý kiến của các bạn cái phần bình luận. Và tiền thưởng sẽ là 1 triệu đồng dành cho em tới nhá. Rồi, chúc em tới hay ăn chóng lớn. Và nếu các bạn cảm thấy video này hay thì đăng ký kênh, like, chia sẻ và comment tất cả ý kiến của bạn dưới phần bình luận. Một lượt cảm ơn tất cả các bạn xem video. Xin chào.